Người tị nạn Miến Điện đổ dồn tới các trại tị nạn sau một tuần xung đột giáo phái, tin từ Sikwi. Ít nhất 28.000 người tị nạn Hồi giáo đã phải rời bỏ nhà cửa đến các trại tị nạn bẩn thỉu ở thành phố Sikwi, thủ phủ của tiểu bang Rakhine, do xảy ra cuộc xung đột giáo phái sắc tộc tồi tệ nhất tại Miến Điện kể từ khi tân chính phủ lên nắm quyền 18 tháng trước đây. Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ông Surin Biswan, ngày hôm qua cảnh báo rằng cuộc xung đột giáo phái tại tỉnh Rakhine không chỉ là vấn đề bạo lực tôn giáo mà có thể lây lan, đe dọa an ninh và ổn định của toàn khu vực. Ông Biswan nhấn mạnh rằng đây không chỉ là một vấn đề giữa người Hồi giáo và người Phật giáo mà là vấn đề về cấu trúc thể chế, dân chủ, nhân quyền và hòa giải dân tộc. Ông cảnh báo vấn đề này có thể lan rộng rất nhanh chóng và đồng thời kêu gọi quốc tế giúp cho Miến Điện giải quyết tình trạng xung đột giáo phái hiện nay. Trong khi đó, theo truyền thông chính thức của Miến Điện, các cuộc bạo động tái bùng phát tại tỉnh Rakhine đã được kiểm soát vào ngày 27 tháng 10 và tình hình đã trở lại bình thường. Làn sóng đụng độ mới nhất giữa người Hồi giáo và Phật giáo đã làm cho 84 người thiệt mạng và 129 người bị thương chỉ trong vòng một tuần.